Xin chào tất cả các bạn, mình là Y Di Sử. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai, từ năm 1075 đến năm 1077. Năm 981, Lê Hoàn đánh tan quân xâm lược Tống, bảo vệ vững chắc nền độc lập của Đại Cồ Việt và buộc nhà Tống giữ hòa hiếu trong thời gian dài. Trải qua ba đời quân chủ, năm 1009, vị vua cuối cùng Lê Long Đĩnh qua đời, nhà Tiền Lê kết thúc. Được sự ủng hộ, Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà Lý. Trải qua ba đời vua, tên nước được đổi thành Đại Việt. Đất nước phát triển ổn định và vững mạnh, lãnh thổ được mở mang. Từ giữa thế kỷ thứ 11, nhà Tống gặp phải những khó khăn chồng chất. Trong nước, ngân khố cạn kiệt, nội bộ mâu thuẫn, nhân dân bị đói khổ. Nhiều nơi nổi dậy đấu tranh, vùng biên cương phía Bắc thường xuyên bị hai nước Liêu, Hạ quấy nhiễu. Trong hoàn cảnh đó, Tống Thần Tông và Tể tướng Vương An Thạch chủ trương gây chiến với Đại Việt với hy vọng dùng chiến công ngoài biên thùy để trấn áp phe đối lập trong triều và dằn mặt Liêu Hạ. Ở gần biên giới, nhà Tống chuẩn bị những căn cứ xâm lược ở các thành trì lớn như Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu làm nơi xuất phát và dự trữ hậu cần trong chiến tranh. Nhận thức được ý đồ đó, ngay từ các vua đầu tiên nhà Lý đã chủ động một mặt hết sức mềm dẻo để có quan hệ ngoại giao bình thường, mặt khác tăng cường quốc phòng biên giới phía Bắc, kiên quyết chống trả xâm lấn của nhà Tống. Năm 1072, vua Lý Thánh Tông chết, Thái tử Càn Đức mới 6 tuổi lên nối ngôi, tức vua Lý Nhân Tông. Nhà Tống cho đó là cơ hội tốt để đẩy mạnh việc chuẩn bị xâm lược Đại Việt. Trước tình hình đó, binh quyền được giao vào tay phụ quốc thái úy Lý Thường Kiệt, đứng ra lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược sắp tới. Sau khi củng cố lại lực lượng, Lý Thường Kiệt không bị động chờ giặc mà quyết định tiến công địch trước để đẩy giặc vào thế bị động, giành lấy thế chủ động cho cuộc kháng chiến. Ông nói, ngồi yên chờ giặc không bằng đem quân ra trước để chặn mũi nhọn của giặc. Triều đình tán thành chủ trương đó. Lý Thường Kiệt tổ chức một cuộc tập kích vào đất Tống nhằm phá tan các cứ điểm xâm lược Ung, Khâm, Liêm mà chủ yếu là Ung Châu, rồi quay về phòng thủ, chủ động đánh địch. Tháng 10 năm 1075, Lý Thường Kiệt huy động hơn 10 vạn quân chia làm hai đạo thủy và bộ tiến vào đất Tống. Đường bộ, lực lượng chủ yếu là quân lính các dân tộc thiểu số do Tôn Đản chỉ huy đánh vào Ung Châu, Quảng Tây. Đường thủy do Lý Thường Kiệt chỉ huy chia làm hai cánh đánh vào Khâm Châu và Liêm Châu, Quảng Đông. Quân Tống không cản nổi đường tiến quân của quân ta, nhưng để làm sáng tỏ mục đích của cuộc tập kích vào đất Tống, Lý Thường Kiệt cho niêm yết khắp nơi tờ phạt Tống lộ bố văn, giải thích cho dân biên giới Trung Hoa biết rõ tội ác của triều đình nhà Tống. Vì âm mưu xâm lược Đại Việt nên mới đem quân sang đánh và bài xích những chính sách của nhà Tống, kích động sự oán hận của nhân dân với nhà Tống. Tháng 1 năm 1076, Tôn Đản hợp quân với Lý Thường Kiệt ở thành Ung Châu. Cuộc vây thành Ung Châu kéo dài hơn một tháng, khiến cho quân địch khốn quẫn vì cạn lương, thiếu nước, viện binh bị tiêu diệt không đến được. Tháng 3 năm 1076, quân ta mới hạ được Ung Châu. Cuộc chiến quyết liệt kết thúc sau 42 ngày. Mục đích của cuộc tiến công Ung Châu là để tự vệ một cách tích cực, đẩy kẻ thù vào thế bị động. Những căn cứ quân sự, hậu cần mà nhà Tống dốc công xây dựng phút chốc bị phá tan tành. Cuộc xâm lược cũng vì thế mà bị trì hoãn. Bị đánh bất ngờ, sau một tháng mới biết tin, triều đình nhà Tống quyết định đem đại quân đánh thẳng vào nước ta và giải vây cho Ung Châu. Nhưng sau khi chiếm được thành Ung Châu, Lý Thường Kiệt đã chủ động rút về sớm để chuẩn bị. Một lần nữa, nhà Tống phải thay đổi kế hoạch, dừng tiến quân, chuẩn bị lại đội ngũ. Cuối năm 1076, một đạo quân lớn gồm 10 vạn bộ binh tinh nhuệ, 1 vạn ngựa chiến cùng 20 vạn dân phu do Quách Quỳ làm chánh tướng và Triệu Tiết làm phó tướng chuẩn bị tiến vào nước ta theo đường bộ. Một đạo quân khác do Hòa Mâu dẫn đầu theo đường biển vào tiếp ứng. Sau khi rút quân về nước, Lý Thường Kiệt hạ lệnh cho các địa phương giáo giết chuẩn bị bố phòng. Các tù trưởng dân tộc ít người ở gần biên giới Việt Tống đã cho quân mai phục ở những vị trí chiến lược quan trọng. Lý Thường Kiệt bố trí một lực lượng thủy binh do tướng Lý Kế Nguyên chỉ huy đánh chặn thủy binh địch. Bộ binh được bố trí dọc theo chiến tuyến sông Như Nguyệt do chính Lý Thường Kiệt chỉ huy và đồn trú tại khu vực Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh, cách bến Như Nguyệt vài km. Phòng tuyến chủ yếu được xây dựng trên bờ Nam. Đây là con sông chắn ngang tất cả các con đường bộ từ Quảng Tây, Trung Quốc vào Thăng Long. Phòng tuyến được đắp bằng đất cao vững chắc, có nhiều lớp dậu tre dày đặc dọc theo khúc sông từ Đa Phúc đến Phả Lại, dài khoảng 100 km. Giữa tháng 8 năm 1076, Quách Quỳ cho quân tiên phong đánh chiếm một vài nơi ở địa đầu nước ta để thăm dò tình hình.
tướng địch Nhâm Khởi đánh chiếm trại Ngọc Sơn ở biên giới Châu Vĩnh An, tức Móng Cái. Tháng 12 năm 1076, Quách Quỳ cho quân tiến đánh Quảng Nguyên. Tháng 1 năm 1077, Quách Quỳ chỉ huy đại quân vượt ải Nam Quan qua Lạng Sơn tiến vào nước ta. Trên đường đi, quân Tống gặp phải sự cản trở của đội quân do Thân Cảnh Phúc chỉ huy. Ông cho quân phục kích trong rừng núi, đánh những trận nhỏ nhằm tiêu hao quân lực địch. Cùng lúc đó, từ Khâm Châu, thủy quân địch sang hải phận Châu Vĩnh An, định theo sông Đông Kênh vào Bạch Đằng. Tuy nhiên, mới tới vùng ven biển, quân Tống đã bị Lý Kế Nguyên chặn đánh liên tiếp 10 trận nên không thể tiến sâu vào để hợp quân với Quách Quỳ được. Ngày 18 tháng 1 năm 1077, đại quân Quách Quỳ đến bờ bắc sông Như Nguyệt. Địch muốn hành quân tiếp, nhưng trước mặt là sông, phía nam là chiến tuyến của quân ta, thủy quân thì bật vô âm tín nên tạm phải đóng quân lại ở bờ bắc sông Như Nguyệt. Địch chia quân thành hai khối lớn, đóng cách nhau 30 km ở bắc sông Như Nguyệt, chỉ cách Thăng Long 20 km. Quân Tống nóng lòng muốn chiếm Thăng Long. Vương Tiến được lệnh bắc cầu phao qua bến Như Nguyệt để cho đội quân xung kích của Mưu Lý sang sông. Đội quân này khoảng 2 vạn, nhờ cầu qua sông dễ dàng và chọc thủng một chiến tuyến của quân ta tiến tới Thăng Long. Lợi dụng địa hình Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh, Lý Thường Kiệt đã bố trí một trận địa mai phục chờ giặc. Giặc thua tan tác chạy về bến Như Nguyệt, đến cầu phao thì bị cắt và bị quân ta phản công mạnh mẽ. Phần lớn quân xung kích của địch bị tiêu diệt. Mưu Lý và một số tàn quân liều chết chạy về phía bắc. Cuộc tiến công mở màn của địch đã bị quân ta đập tan nhanh chóng. Sau đó, Quách Quỳ huy động lực lượng mạnh hơn và đóng bè lớn chở quân sang sông lần hai. Quân ta từ chiến lũy đánh xuống dữ dội, hai lần vượt sông, hai lần thất bại. Nên dù còn nguyên vẹn số quân, nhưng Quách Quỳ không dám tiến công mà đợi thủy binh đến. Quân ta vòng sau lưng địch, hoạt động du kích quấy rối liên tục. Những đoàn phu vận chuyển lương thực của địch bị chặn đánh liên tục. Qua 2 tháng, quân Tống bị tiêu hao lực lượng và ý chí. Tuy thế lực suy giảm nhưng vẫn còn số lượng khá đông. Quân Tống tạm thời cố thủ, không dám tiến công dù quân ta khiêu khích. Tương truyền, trong đêm ở sông Như Nguyệt, quân sĩ nghe trong đền Trương Tướng Quân có tiếng đọc to rằng: Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư. Như Hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng thành khan thủ bại hư. Tạm dịch: sông núi nước Nam vua Nam ở, danh danh định phận ở sách trời. Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bày sẽ bị đánh tơi bời. Bài thơ như một bản tuyên ngôn độc lập, vừa khích lệ tướng sĩ Đại Việt, vừa uy hiếp tinh thần quân địch. Cuối mùa xuân năm 1077, Lý Thường Kiệt mở trận đánh lớn vào phòng tuyến của quân địch. Ban đêm, Lý Thường Kiệt cử hai tướng Hoàng Trân và Chiêu Văn đem 400 chiến thuyền chở hai vạn quân từ Vạn Xuân ngược sông Như Nguyệt mở cuộc tấn công vào doanh trại Quách Quỳ. Dù thất bại, cuộc tiến công đã thu hút quân lực địch, tạo thời cơ cho mũi tiến công khác. Đại quân ta vượt sông Như Nguyệt đánh úp doanh trại phó tướng Triệu Tiết ở xã Mai Đình. Địch trở tay không kịp, quân số bị tiêu diệt rất nhiều. Thất bại ở sông Như Nguyệt của quân Tống quá nặng nề. Chỉ một đêm, toàn bộ doanh trại gồm 3-4 vạn quân bị đánh tan tành. Binh sĩ thương vong gần hết. Sau khi giành được thắng lợi quân sự tại phòng tuyến Như Nguyệt, Lý Thường Kiệt muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh để khôi phục đời sống cho nhân dân, nên đã chủ động giảng hòa với quân Tống, xin tạ tội vì đã kéo quân đánh Ung Châu và xin tiếp tục cống nộp cho nhà Tống. Quách Quỳ đành ngậm ngùi đồng ý. Tháng 3 năm 1077, quân Tống rút lui trong cảnh hỗn loạn. Quách Quỳ sợ quân ta tập kích nên đã bí mật cho quân lính rút lui vào ban đêm. Quân Tống rút đến đâu, Lý Thường Kiệt cho quân theo sát, lấy lại đất đai đến đấy. Như vậy, cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ hai của quân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi, đập tan mộng xâm lược của nhà Tống và củng cố nền độc lập tự chủ của dân tộc. Các bạn vừa xem xong video, hãy cho tôi biết suy nghĩ của các bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn nghĩ gì qua video này? Nếu thích thì hãy like, share. Đừng quên đăng ký EG Sử và bấm chuông để không bỏ qua những nội dung thú vị tiếp theo nhé!